Này, cả đội chào khán giả đi ạ. Rất là tuyệt vời, hai đội của chúng ta vào trận chung kết rất là xứng đáng. Và trong trận chung kết này chúng ta sẽ đánh 3 set 2-5, 3 thắng 2, đội nào thắng 2 thì là đội đó vô địch. Động nó rất là tốn bóng. Hai đội chúng ta thi đấu luôn đấy ạ. Theo quan sát trên sân lúc này, trước khi vào trận đấu thì đội tuyển Quảng Ninh chúng ta đang hội ý chiến thuật. Với không khí một tiếng rô lên để kích nhận động viên tinh thần cho cả đội chúng ta chơi. Chúng ta cất bớt một quả bóng nữa, dừng bóng ạ. Trận đấu được bắt đầu. 0-0. Đội tuyển Quảng Ninh phát bóng trước. Đội tuyển máy tính Hữu Nguyên chuẩn bị. Trọng tài ra tín hiệu là công toàn 2 nhịp. Điểm của đội cho máy tính Khôi Nguyên 1-0. Rất nỗ lực cứu bóng của công toàn. Vâng, một pha bóng đập của Tuấn Anh. Và bây giờ Tuấn Anh đã xuất hiện rồi. Bóng điểm cho đội máy tính Khôi Nguyên 2-0. Một pha đánh bóng chồng nhú rất là nhanh của Tùng Lâm. Bạc tay chắn của đội tuyển máy tính Khôi Nguyên ra ngoài 1-2. Xin phép tất cả các vận động viên chúng ta sẽ nhớ vị trí chúng ta đánh đổi vào điểm một cầu chẵn một cầu lẻ. Rất đáng tiếc cho Như Mùa đã phát bóng ra ngoài. Điểm của đội chơi đội máy tính Quy Nguyên 3-1. Rất đáng khen cho đội phá bóng đập tay quay tặng ngay vào điểm của Long Nhật 2-3. Phải nói là Long Nhật cũng nào có một cái cổ tay rất là tuyệt vời, được nhớ nhiều khán giả hâm mộ cái cổ tay của Long Nhật. Tất cả trọng tài quyết định, trọng tài quyết định. Đây là trọng tài đã quyết định bóng ở trong cột. Điểm cho đội là máy tính Khôi Nguyên 4-2. Bóng bạt tay chắn của đội tuyển Quảng Ninh ra ngoài. Điểm cho đội Quảng Ninh, xin lỗi, điểm cho đội Quảng Ninh 3-4. Xin phép dừng trận đấu ạ. Đây là đội trận chung này chúng ta chung kết. Xin phép ban tổ chức chúng ta điều ra cho ban tổ chức tôi 4 trọng tài viên. Vì là hai đội của chúng ta đã vào chung kết rồi, là hai đội chúng ta rất là ngang tài ngang sức. Vì thế là để hỗ trợ trọng tài chính, chúng ta sẽ cử ra 4 trọng tài viên để hỗ trợ trọng tài chính trong trận chung kết này ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Tất
cả các trọng tài viên chúng ta đã được ban tổ chức chúng tôi tin tưởng và giao trách nhiệm, thì chúng ta sẽ cố gắng tập trung chuyên môn để làm nhiệm vụ của mình. Vì là hai đội này chúng ta là quá là chuyên môn và kỹ thuật cao, nên là chúng ta phải cần sự nhanh trí của những trọng tài chính cũng như trọng tài biên để hỗ trợ trọng tài chính. Chắn bóng thành công, bóng điểm cho đội tuyển máy tính Khôi Nguyên 6-3. Điểm số lúc này đang quay vào ô gấp đôi 6-3. Vẫn chưa có điều gì xảy ra cả. Bước một tốt của Như Mùa. Sức lợi lực lại là Long Nhật đã đem lại điểm số thứ 4 cho đội của mình 4-6. Lại là Tuấn Anh. Và buổi sáng Tuấn Anh cũng đánh và buổi trưa nay thì có một chút việc và bây giờ đã quay lại và trở lại hơn xưa rồi, lợi hại hơn xưa rồi. Một pha lỡ trớn của giữa Tùng Lâm và đội Công Công Toàn không hiểu ý nhau. Điểm cho đội máy tính Khôi Nguyên 8-4. Rất đáng tiếc cho Mai Anh Chiến phát bóng ngoài sân. Điểm cho đội Quảng Linh 5-8. Rất đáng tiếc cho một pha bóng đập tay quay của Hoàng Cương, nhưng bóng bay ra ngoài. Điểm cho đội Quảng Linh 6-8. Rất đáng tiếc cho một pha bóng đập chưa qua do tạo đà chưa tốt. Điểm đã đổi cho đội máy tính Khôi Nguyên 9-6. Ngoài vậy. Và câu trả lời đã được đền đáp và Tùng Lâm đã sửa sai cho đồng đội 7-9. Đây là một pha đập bóng chưa qua do tàu đà chưa tốt của Hoàng Cương 8-9. Điểm số này đang được rút ngắn, chỉ còn một điểm số nữa mà thôi. Một pha xử lý rất tinh ý của Hoàng Cương, bóng điểm cho đội máy tính Khôi Nguyên 11-8. Vâng, một pha đập bóng bạt tay chắn của Hải Nam rất là tuyệt vời. Điểm của đội cho đội Quảng Linh 9-11. Xin phép trọng tài chính sẽ kết hợp với trọng tài biên. Đúng là pha bóng đó là ngoài sân. Điểm cho đội Quảng Linh 10-11. Bóng trong sân, rất tuyệt vời. Bóng điểm cho đội máy tính Khôi Nguyên 12-10. Này đéo cãi được. Một pha đập bóng rất uy lực của Long Nhật 11-12. Vâng, những tràng pháo tay đang chờ để Như Mùa phát ăn điểm trực tiếp nào. Rất đáng tiếc. Bóng điểm cho đội máy tính Khôi Nguyên 13-11. Vâng, vậy là Lưu Quốc Cường và Hoàng Cương đã tham gia chắn bóng cũng được hóa giải những pha bóng đập của Tùng Lâm rất uy lực. Điểm 14-11.
chúng ta trận chung kết chúng ta sẽ diễn ra 3 set 25. Lên thông báo, rất đáng tiếc cho Mai Anh Chiến phát bóng ngoài sân, đổi với điểm cho đội Quảng Ninh 12-14. Vậy là Tùng Ngâm chơi rất là phe bờ lây, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây 15-5-12. Rất nhanh. Đáng khen thì cả hai bên, bên công đã tốt rồi nhưng bên thủ lại càng tốt hơn. Vâng, rất đáng tiếc một pha bóng đập chưa qua do tạo đà chưa tốt của Long Nhật. Điểm cho đội máy tính Khôi Nguyên 16-12. Vâng, sau khi để một chuỗi dứt điểm của đội máy tính Khôi Nguyên thì đội tuyển Quảng Ninh chúng ta đã xin phép được quyền hội ý chiến thuật. Theo như khách quan đang dự kiến bên ngoài, hai đội này cũng là 1-9-1-10. Hai đội của chúng ta đã chạm trán với nhau nhất rất nhiều trong ngày lễ hội cũng như là giải đấu khắp nơi vùng miền Bắc này. Vâng, vậy là Tuấn Anh đã sửa sai. Vâng, vậy là Tùng Đâm đã ghi điểm cho đội tuyển của mình 13-16. Từ từ, buộc dây dày nhỉ. Đã xong. Bước một tốt. Một pha bỏ bóng không người đỡ. Bóng điểm cho đội Quảng Ninh 14-16. Bóng bạt tay chắn của đội tuyển Quảng Ninh ra ngoài. Điểm cho đổi cho đội máy tính Khôi Nguyên 17-14. Rất tuyệt vời. Phải nói là Long Nhật có một cái cổ tay rất tuyệt vời. Rất đáng khen cho một pha bóng đập tay quay tặng ngay một điểm 15-17. Vậy là chắn bóng thành công, bóng đôi điểm cho đội máy tính Khôi Nguyên 18-15. Một pha nhảy út bóng rất là tuyệt vời của Công Toàn. Bóng điểm cho đội Quảng Ninh 18-16-18. Rất tuyệt vời. Phải nói là trong chiều nay Tuấn Anh chơi rất là tốt, rất là hiệu quả, đã đem lại điểm thứ 19 cho đội máy tính Khôi Nguyên 19-16. Vâng, Hải Nam đã đánh bạt tay chắn ra ngoài, điểm vừa đổi cho đội Quảng Ninh 17-19. Hai đội cũng bám điểm nhau cũng rất là sát sao. Tuấn Anh đã đánh bóng vào cọc giới hạn, điểm vừa đổi cho đội Quảng Ninh 18-19. Đây, lấy điện thoại xem nào. Thủ bóng thành công.
Và trong chiều nay là Tuấn Anh chơi với 200% công lực rồi, chứ không phải là 100% công lực nữa. Và theo những quan sát trên sân là rõ ràng phải là 200% công lực trong buổi chiều ngày hôm nay, vì đây là trận chung kết. Rất đáng tiếc cho một pha bóng đập quay tay của Hải Lam, rất tiếc bóng bay ra ngoài. 25 mà chị ơi, 21-18, trung ương kết là 25. Ban tổ chức chúng tôi đã thay đổi này là chung kết là 25. Rất đáng tiếc cho pha bóng đập quay tay của Long Nhật. Bóng điểm chủ động Khôi Nguyên 22-18. Rất đáng tiếc cho pha bóng đập chồng nhú rất nhanh nhưng mà rất bóng ngoài sân, điểm cho đội máy tính Khôi Nguyên 23-18. Rất nỗ lực công toàn. Vâng, bóng ngoài sân, điểm cho đội Quảng Linh 19-23. Vậy là Lưu Quốc Cường đã đem lại điểm số thứ 24 cho đội của mình thôi, chỉ còn một đường sự suy ba chót mà thôi. Theo như quan sát trên sân lúc này, tôi MC đang ngồi cạnh mẹ của Lưu Quốc Cường, và mẹ và dì đang cổ vũ cho Lưu Quốc Cường rất là nhiệt tình. Mà, cố lên con ơi. Vâng, cảm ơn cô nhé, cậu truyền lời cho cô đến Lưu Quốc Cường vật nhi rồi. Hai em cố lên. 20-24. Bóng đập tốt, điểm cho đội Quảng Linh 21-24. Và sau khi để bám sát nút thì đội tuyển máy tính Khôi Nguyên đã nhanh chí xin bắt đầu trận đấu. Vâng, phải là Hải Lam đã bé bóng thành công. Bóng điểm cho đội Quảng Linh 22-24. Điểm số này rất là sắc sảo và khán giả rất là hồi hộp đứng ngồi không yên rồi. Rất tốt, bóng đêm mình rất đáng tiếc. Vậy là đội tuyển máy tính Khôi Nguyên trong hiệp đầu thi đấu đầu tiên đã dẫn như thế với thắng với số điểm số 25-22.